bác rất giỏi nhân tướng học và kinh dịch. Cho nên bác dự đoán cái gì nó đúng như thế là vì vậy. Bác nghe tiếng nói, tiếng nói là một phần của nhân cách. Bác quan sát dáng đi, người dáng đi như thế này giao trọng trách vào thì sẽ dân chủ hay là quan chủ đây. Bác còn đặt câu hỏi để tìm câu trả lời xem thông minh đến đâu. Ưng ý mọi nhẽ rồi bác mới quyết định bổ nhiệm. Bác dùng người như vậy cơ mà các chứ. Ban chấp hành trung ương của thời bác có 21 người thôi mà đâu vào đấy. Còn bây giờ 200 đồng chí trong trung ương. Thì ta phải suy nghĩ để học bác về phương pháp.